và các bạn, định hình phong cách là xác định định hướng hình ảnh tương lai của mình thông qua trang phục. Và khi bạn đã lựa chọn được hình ảnh mà mình mong muốn thì bạn sẽ lựa chọn được những trang phục phù hợp, đồng thời sử dụng trang phục để làm tăng giá trị của bản thân mình. Và trong chuyên mục tư vấn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Hoa hậu thời trang quốc tế Hồ Nguyễn Kim Sĩ để hiểu hơn về cách lựa chọn trang phục đối với chị em phụ nữ sao cho phù hợp. Thưa Hoa hậu thời trang quốc tế Hồ Nguyễn Kim Sĩ, thì với vai trò là một nhà thiết kế thời trang và định hình phong cách, thì chị nghĩ là phong cách thời trang thì quan trọng như thế nào đối với chị em phụ nữ ạ? Với vai trò là một chuyên gia tư vấn định hình phong cách thì Kim Sĩ cho rằng việc làm đẹp hay là để có một cái phong cách thời trang thì nó vô cùng quan trọng, không chỉ đối với chị em phụ nữ mà còn là đối với cả các anh đàn ông nữa. Thì tại sao chúng ta lại ưu ái về phụ nữ? Bởi vì phụ nữ là cái nguồn gốc của hạnh phúc gia đình, phụ nữ là tạo ra cái cảm xúc trong cuộc sống và phụ nữ là những người được gọi là phái đẹp của xã hội. Chính vì thế, cái việc định hình phong cách và phong cách thời trang nó vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Đứng trước gương, nếu chúng ta nhìn thấy chúng ta có một bộ đồ đẹp, chúng ta có một cái phong cách phù hợp và chúng ta có một cái thần thái thu hút ngút ngàn, chắc chắn chúng ta sẽ yêu chúng ta trước. Chúng ta sẽ yêu bản thân mình và từ đấy thì những người xung quanh cũng sẽ bị cuốn hút và chắc chắn sẽ yêu bản thân mình. Và trong cuộc sống thì ngoài cái việc chúng ta hạnh phúc trong gia đình, chúng ta còn phải đi làm, chúng ta phải kiếm tiền. Và cái việc đi kiếm tiền đấy nó sẽ đi giao tiếp, sẽ đi giao lưu với rất là nhiều khách hàng. Thì cái hình ảnh và cái phong cách thời trang của mình nó sẽ ghi lại dấu ấn trong lòng khách hàng. Vâng, thưa chị, là vậy thì để lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của mỗi người thì theo chị là chị em phụ nữ cần lưu ý những điểm nào trên cơ thể của mình ạ? Đối với những chị em phụ nữ bắt buộc phải mặc đồng phục thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta không thể thay đổi cái trang phục của mình được. Tuy nhiên chúng ta nên chọn những cái phụ kiện để chúng ta phối để tạo điểm nhấn cho sự khác biệt. Cái thứ hai là đối với những chị em phụ nữ mà đi làm không cần phải mặc đồng phục thì chúng ta sẽ liên quan đến ngành nghề của mình. Nếu ví dụ như là ngành làm đẹp thì chắc chắn là bạn sẽ có cái sự mềm mại và rất là tự do ở trong đấy. Bạn nên mặc những cái gì để thu hút này, bạn nên mặc những cái gì mà nó sẽ gắn với hình ảnh logo của cái màu sắc, cái màu nhận diện thương hiệu của cái thương hiệu của mình này. Và bạn sẽ mặc làm thế nào để toát ra được cái sự xinh đẹp, khiến cho khách hàng nhìn vào bạn là đã muốn trở thành khách hàng của bạn. Đấy, thế còn đối với những ngành như là giáo dục này, ngành nghiên cứu, ngành khoa học hay là luật sư hay là những cái ngành mà nó bắt buộc phải mang tính nghiêm túc thì bạn nên mặc những trang phục nó thanh lịch, nó sang trọng, nhìn nó sẽ chuyên nghiệp. Thế còn đối với những trang phục đi chơi thì sao ạ? Chúng ta sẽ phải lựa chọn trang phục đi chơi dựa trên những yếu tố thời điểm và địa điểm. Tại sao tôi lại nói về thời điểm và địa điểm? Nếu như bạn đến một cái địa điểm là một cái chương trình tiệc vào buổi tối thì bạn lại đi mặc một cái bộ đồ công sở đến thì có phải là bạn trở nên lạc lõng trong một buổi tiệc đấy, đúng không ạ? Nhưng nếu bạn đi vào một cái buổi tiệc ban ngày, bạn lại mặc một cái bộ đồ lấp lánh, đính kim sa và đi đeo những chiếc phụ kiện rất to lấp lánh thì có phải là bạn cũng trở thành một cái gì đấy không giống ai ở trong đấy cả? Thì cái hình ảnh thời trang chính là cái cách mà nó phản biện cái con người bên trong của bạn. Vậy thì khi đi mua sắm trang phục và lựa chọn trang phục thì chị em phụ nữ cần lưu ý như thế nào? Gì đối với phụ nữ đấy là một cái gì đấy nó rất là thích, cứ được đi mua sắm là thích rồi. Đó, thế còn mua cái gì thì chưa biết. Có những người rất là rõ ràng về mục đích. Bạn cần một bộ trang phục để đi làm. Cái bộ trang phục đấy cần phải yêu cầu như thế này. Ok, bạn có thể đến để bạn lựa chọn, nó rất là rõ ràng. Nhưng có những người chỉ vì đam mê thôi và đi đến nhặt và lấy xong đấy về, thậm chí là cả một năm sẽ không mặc nó. Thế thì cái cảm xúc lúc mà chúng ta đi mua sắm ấy là chúng ta sẽ không kiềm chế được. Vậy thì điều đầu tiên mà Kim Sĩ muốn khuyên các chị em đấy là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chúng ta đi mua sắm. Chúng ta phải viết rõ ra mục đích của mình là gì. Đối với những trang phục này thì chúng ta sẽ sử dụng vào mục đích gì, để làm gì. Chúng ta làm những người phụ nữ hiện đại phải biết tiêu tiền một cách thông minh và phải biết sử dụng trang phục để làm cái hiệu quả, làm một cái đòn bẩy cho cuộc sống của mình, cho công việc của mình. Chứ không nên là đi mua rất nhiều thứ và sau đấy thì cái tủ đồ của chúng ta trở thành một cái tủ đồ thập cẩm, không có một cái phong cách rõ ràng. Và lúc chúng ta bước ra ngoài đường thì chúng ta không còn là một cái người mà để gây một cái gọi là cái ấn tượng ở trong mắt người khác bằng một cái phong cách cố định nữa. Đó, thì chúng ta vì mua về thì phải tiếc thì phải mặc,
Và lúc đấy thì chúng ta đang rất loay hoay cái việc để đi tìm một phong cách riêng. Và có thể thấy làm đẹp là một nhu cầu tất yếu, nhưng mà có nhiều chị em phụ nữ thì vì một lý do nào đó lại sao nhãng cái việc này. Vậy thì chị nghĩ sao về điều này và có lời khuyên như thế nào dành cho chị em ạ? Làm đẹp là một cái khái niệm rất là trừu tượng. Bởi vì sao? Nó gồm rất nhiều thứ. Ví dụ như ăn mặc cũng là làm đẹp. Ví dụ như là cắt tóc cũng là làm đẹp, trang điểm cũng là làm đẹp, hay là nuôi dưỡng tâm hồn cũng là làm đẹp. Vậy thì chị em phụ nữ sao nhãng cái việc đấy, đấy quả thật là một điều mà chúng ta đang cảm nên thiếu sót. Chúng ta hãy nhìn nhận lại việc đấy, bởi vì sao chúng ta chưa nhìn thấy được hết giá trị của cái việc làm đẹp. Và phụ nữ Việt Nam thì thường ý, có truyền thống văn hóa, đấy là dành hết thời gian cho gia đình, cho chồng, cho con, chăm sóc mọi người rồi đến lúc tất bật tất cả mọi thứ và đi ngủ thì lúc đấy mình làm gì có thời gian làm đẹp nữa, đúng không ạ? Tuy nhiên thì Kim Sĩ nói như thế thì không có nghĩa là khuyên các chị em hãy bỏ bê những cái việc nhà của mình, nhưng hãy dành thời gian cho mình, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, hãy biết quan tâm đến mình và hãy nghĩ rằng cái việc làm đẹp của chúng ta là để phục vụ cho chúng ta. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Hoa hậu thời trang quốc tế Hồ Nguyễm Kim Sĩ, và hy vọng rằng thông qua chương trình thì chị em phụ nữ đã có thêm nhiều kiến thức trong cách phối đồ cũng như là lựa chọn trang phục của mình để khi mà xuất hiện trước đám đông một cách tự tin nhất có thể.